cái gì nữa. Tính sao cho lẹ lẹ đi. Ngày nào con còn nhìn thấy con Đào trong cái nhà này, ngày đó con ăn không ngon, ngủ không yên. Thì cũng phải từ từ chứ con. Cha nó mới chết chưa có được 100 ngày, mình làm quá thiên hạ người ta đàm tiếu, chịu sao nổi. Trời ơi, má cũng sợ miệng lưỡi người đời hả má? Nếu mà má sợ á thì má đâu có dắt con về đây ở. Rồi hai má con mình thi nhau hành hạ con Đào suốt gần ấy năm đâu. Mày đừng có gieo tiếng ác cho má mày nghe không lũ. Má tuy là kế mẫu nhưng mà có ai thương con riêng của chồng như má đâu. Ngoài cái việc mà nó giặt giũ, nó dọn dẹp, nó nấu nướng, nó hầu hạ hai má con mình, có gì đâu mà to tát không biết nữa. Mà con nghĩ tức ghê á. Nó thì làm quần quật cả ngày, phơi nắng phơi gió, người lấm lem, đen nhẽm mà. Vậy mà ai cũng khen nó siêng năng, mặn mà, có duyên. Còn đánh tiếng xin cưới hỏi nó nữa. Trong khi con vậy nè, sang như vậy nè, trắng trẻo như vậy nè, mà bao nhiêu lần mai mối đều từ chối hết. Tất cả là do nó, do nó hết đó. Bây giờ thôi. Má tống cổ nó đi đi. Con Đào nó là cái gai trong mắt của hai má con mình. Nhưng mấy năm nay nếu mà không có nó làm mọi việc ở trong nhà thì mình phải bỏ tiền ra mình thuê người làm, cũng tốn bộn tiền, chứ đâu phải ít đâu con. Má đã suy tính hết rồi, con đừng có lo. Để đó má kêu nó ra. Đào à, Đào. Dạ. Ra đây gì dạ việc coi. Dạ. Nhà gì cho gọi con. Nhà có một chùm mà. Làm công việc gì mà kêu nãy giờ không nghe. Dạ. Bộ con không nghe hay sao vậy? Chị kiếm chủ ngủ đúng không? Đúng không? Tôi biết lắm mà tôi không nói. Làm gì vậy? Làm gì mà để má tôi kêu rác của họng mới lên vậy? Chị đang dở tay làm cá mà em. Đào nè, dì có chuyện này muốn bàn với con. Trước khi cha con mất á, ổng thì cũng có buôn bán làm ăn thất bại hết lần này tới lần khác, cho nên bao nhiêu tài sản cũng lần lượt bị cầm cố thế chấp hết à. Đã vậy ổng còn vay thêm một số nợ rất là lớn. Bây giờ dì không có biết xoay sở bằng cách nào hết. Dì khổ quá. Má thương quá. Chắc má chết quá con ơi. Tội nghiệp má tôi. Má khổ quá hả má? Má khổ lắm con ơi. Dạ, mọi việc trong nhà dì cứ định đoạt, con xin nghe theo lời của dì. Vậy hả con? Vậy thì dì tính vậy. Dì thì cũng già cả rồi, con lụ em con thì nó còn nhỏ dại, còn dù sao cũng là con gái lớn trong nhà, nên con phải có trách nhiệm với em con, với cái gia đình này. Nhà này còn mấy mẫu ruộng, thiếu người không có ai làm hết. Mà bây giờ muốn mướn người thì cũng đâu có tiền để trả tiền công cho họ đâu con. Với lâu nay con đã quen làm công việc nhà rồi, vậy bây giờ con có thể kham thêm một chút việc đồng áng. Chắc con cũng đâu có thấy là phiền đúng không con? Dạ không đâu dì, con sẽ cố gắng làm lụng để phụ giúp dì trả nợ cho cha con. Vậy thì kể từ ngày mai con phải dậy thiệt là sớm, con làm hết mọi chuyện trong nhà, xong rồi á con ra ngoài đồng con trồng hoa tỉa củ đồ. Khi nào xong hết việc hoa màu á thì con quay về nhà rồi cho dì sai bảo tiếp nghe con. Con thấy dì tính vậy có được không con? Dạ con xin vâng lời dì. Đó. Thương con quá. Thôi bây giờ con đi xuống bếp con nấu cơm cho dì với em ăn đi, đói quá rồi. Con làm gì mà chậm dữ vậy không biết hả? Dạ. Thưa dì con đi. Đi đi. Khoan. Hả? Chuyện gì? Nãy giờ má tôi dặn chứ tôi chưa dặn mà. Thì giờ dặn luôn đi. Làm gì đi vội dữ vậy? Nè, nấu cơm thiệt nhanh,
rồi ra ngoài giếng á, giặt đồ cho tôi nghe chưa? Chị biết rồi. Đi đi con. Dạ. Còn thấy sao? Được không? Má thiệt là mưu sâu kế hiểm. Đầy đọa kiểu đó thần tiên của chị không nổi, huống chi là con người. Công tử, tại sao công tử lại tới đây giờ này vậy? À, xin Đào thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi muốn đem cái này qua cho Đào. Nè, Đào nhận đi. Dạ, dạ thôi tôi không nhận đâu, có người nhìn thấy là chết đó. Vậy thôi, tôi để đây nha. Có gì lát nữa Đào ăn ha. Thật ra thì tôi đến đây là vì muốn gặp Đào, để trò chuyện với Đào. Tôi là phận gái quê, còn công tử là người quyền quý. Gặp nhau như vậy sẽ khiến cho thiên hạ dị nghị, ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình công tử đó. Xin công tử hãy mau về cho. Đào nói gì lạ vậy? Chẳng phải tôi và Đào đã có hôn ước với nhau từ nhỏ hay sao? Nếu như cha Đào không đột ngột qua đời thì cha mẹ tôi đã cho người qua dạm hỏi rồi. Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ cha của tôi đã mất rồi, gia đình của tôi thì đang lâm vào cảnh nợ nần. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một cô gái nghèo, chân lấm tay bùn, thì làm sao sánh đôi cùng với công tử được. Chuyện hôn ước năm xưa xin công tử hãy quên đi. Đào, Đào hãy nghe tôi nói đi. Tôi thương Đào thật lòng mà. Tôi muốn được nên duyên với lại Đào, vì tôi biết Đào là một người con gái hiền lành, nết na, siêng năng, lại còn rất hiếu thuận nữa. Tôi không quan tâm đến gia cảnh của Đào, Đào hãy tin tôi. Tôi xấu xí quê mùa, lại còn dầm mưa dãi nắng như vậy, bộ công tử không che tôi sao? Không, tôi không có che Đào. Trái lại, tôi còn thấy thương Đào nhiều hơn nữa. Tôi mong mình có thể thành hôn sớm, để cho Đào không còn khổ cực nữa. Cảm ơn công tử. Quả thật là cha của tôi đã không nhìn lầm người khi sắp đặt hôn ước này. Em gái tôi đang ra đây rồi, công tử hãy mau về đi. Làm mà... ơn công tử hãy mau về đi. Nè, tôi mới thấy ai đứng đây nói chuyện với chị vậy hả? Hình như thấy dáng người đó quen dữ lắm nha. Công tử Phúc phải không? Chắc chắn là công tử Phúc rồi. Cả cái làng này chỉ có một người đẹp trai, cao ráo, phong độ như vậy thôi. Đó chính là công tử Phúc. Làm sao mà tôi có thể nhìn lầm được? Không phải đâu, chỉ là một người đi đường ghé vào xin chị miếng nước thôi mà. Chị tưởng có thể qua mắt được tôi hả? Tôi nói cho chị biết, công tử Phúc
chỉ xứng với một người xinh đẹp sang trọng như tôi thôi. Chứ người đen đúa xấu xí như chị á thì đừng có mơ, nghe chưa? Con đi đâu về mà coi bộ không được vui vậy? Sao vậy con? Có ai chọc giận con hả? Con. Ai vô đây nữa? Con Đào chứ ai? Cứ gặp mặt nó là con bực bội à. Nó làm chuyện gì có lỗi với con nữa sao? Con nghi ngờ nó đang giấu má con mình một chuyện gì đó rất là hệ trọng. Má để con theo rình nó vài hôm nữa coi sao. Con mà bắt được quả tang á là nó chết nó với con. Má, hôm trước á má nhờ người mai mối qua đánh tiếng bên nhà công tử Phúc. Người ta trả lời sao rồi má? Sao má? Bên đó thì người ta làm sao? Thì người ta... Mày nói đi. Từ chối rồi. Không thể như vậy được. Nếu xét về dung mạo, nguyên cái vùng này có ai xinh đẹp bằng con đâu. Thì đúng. Công tử Phúc lấy được một người vợ như con coi như là phước bảy đời rồi. Mắc mớ gì mà khước từ. Để con đi qua nhà bà mối hỏi mọi chuyện con sao. Thôi mà con. Mệt quá thôi. Để con đi mà. Thôi mà. Trời mai quá. Tôi tính qua nhà bà đây nè. Chuyện của tôi á với công tử Phúc có hiểu lầm gì không vợ? Bây giờ á tôi muốn nhờ bà qua nói thêm một lần nữa. Đi. Đợi đó. Ê. Con. Thôi 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 nè. Trời đất ơi, người ta mới qua nhà mình chưa mời uống một miếng nước mà con hấp tấp vậy. Mà. Ngồi đi chị. Chuyện sao ở bển á, chị nói lại tôi nghe coi chị mối. Thì tôi á cũng mới vừa về từ nhà của công tử Phúc về đây nè. Họ nhờ tôi qua đây á để đánh tiếng về hôn sự. Thấy chưa bà, thấy chưa? Con đã nói rồi mà, chỉ có một mình con mới xứng với công tử Phúc thôi. Con mà về đó làm dâu nha, cả đời này giàu sang phú quý tha hồ ăn trắng mặt trơn. Đúng rồi. Bà mối, bà giỏi lắm. Để tôi vô tôi lấy bạc thưởng cho bà. Nè, khoan đã. Trời ơi, tôi chưa có nói hết mà. Tôi nói cái hôn sự này là cái hôn sự ở đây là giữa công tử Phúc với con Đào. Vì giữa hai người đã có hôn ước từ nhỏ. Ở bên đó họ muốn cuối năm nay đến đây hỏi cưới cô Đào về cho công tử Phúc. Má. Cái gì kỳ vậy? Bà nói cái gì mà tôi nghe không rõ vậy? Cưới con Đào cho công tử Phúc là sao? Còn con Lựa nhà tôi thì sao? Tôi thì sao? Nè, thì đã nói mấy hôm trước tôi đã nói với bà về chuyện của cô Lựa rồi. Cậu đâu có chịu cô Lựa đâu. Cậu nói cô Lựa là có nhan sắc đó, nhưng mà làm biến nhát làm, tối ngày chỉ biết chân diện. Trời ơi, cô Lựa, cô Lựa. Trời ơi, Lựa, con Lựa. Bực bội thì chứ, chuyện gì cũng không xong á. Lụ à, vậy ăn chút cháo đi con. Nè, cháo tổ yến hạt sen, ăn vô đẹp da lắm đó con. Con không có ăn đâu. Con, nè Lựu à, nghe má nói chuyện đâu còn có đó mà con. Kế này không được thì mình bài kế khác, chứ con đừng có u sầu như vậy hoài. Má lo lắm con có biết không? Thật ra thì má có tính cái cách này. Má có cách hả má?
Chịu không? Má thiệt là hay. Phen này á, con đào nó sẽ... Đói quá à. Ăn đi con. Nóng 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 coi chừng. Thổi nha. Cô nghe tôi nói nè, một mình nó làm hơn 3-4 người cộng lại, tôi ra cái giá đó là rẻ lắm rồi. Bà còn kỳ kèo là sao? Ừ, vậy thôi, để tôi bán nó cho người khác vậy. Thôi được rồi, tôi đồng ý mua cái giá của bà. Ừ, bạc đây. Bà coi cho kỹ, nếu đủ rồi á thì đưa giấy bán thân của nó đây cho tôi. Ừ. Đủ rồi. Đây nè, giấy bán thân của nó đó. Được rồi. Ừ. Sáng mai bà kêu cô ta đi đến điểm hẹn mà tôi với bà thỏa thuận đó. Ừ. Bà chủ ở đó nghiêm khắc lắm, liệu mà hầu hạ bà ta cho tốt á, chứ không là nguy hiểm tánh mạng. Chuyện đó kệ nó đi, nó sống chết gì cũng đâu có liên quan đến tôi. Đào à, dì cũng thương con lắm, dì không nỡ xa con đâu Đào ơi. Nhưng mà vì số nợ của cha con cho nên con á phải đi làm xa. Người ta chỗ bà con xa với nhà mình. Và trước đây cũng từng cho cha con mượn một số vốn liếng để buôn bán. Bây giờ nhà họ neo người quá, nên dì muốn con qua đó phụ công chuyện họ một tay, coi như mình trả cái ơn cái nghĩa mà họ giúp mình trước đây nghe con. Con đi sớm về sớm nghe. Ờ, trong tay nãy dì có để sẵn cơm nắm và nước. Có gì con nhớ dùng nha. Dạ, cảm ơn dì. Thôi đi đi, để trễ con. Dạ thưa dì, con đi. Ừ. Dì và em ở lại giữ sức khỏe. Ừ. Con đi đây. Cuối cùng thì cũng đã nhổ được cái gai chứ của má. Chứ còn sao. Lần này nó đi á là khó mong ngày về đúng không má? Dĩ nhiên rồi. Đúng là kế điệu hổ ly sơn của má thiệt là hay. Trời ơi, má của con mà. Một mũi tên mà bắn được hai con nhạn luôn. Công tử Phúc phen này làm sao thoát khỏi tay con? Làm sao thoát khỏi được chứ. Công tử. Ê, công tử, công tử. Ôi cha. Trời đất ơi, cái cô này, cô đi đâu mà mắt nhắm mắt mở đụng vô người tôi vậy? Nè, anh đụng vô người tôi vậy? À, đau quá. Đau. Mà công tử biết tại sao em té không? Tại sao? Tại vì công tử đó. Ủa, sao lại tại tôi? Tại vì em lo nhìn công tử, cho nên là em không có để ý đường đi nên mới té. Người gì đâu á mà khôi ngô tuấn tú à. Nè, tôi thấy cô á muốn ăn tươi nuốt sống công tử nhà tôi thì có. Nhìn cái gì mà nhìn. Nè, chú cứ đi lo công chuyện mà cha tôi giao đi, chứ đừng có đứng đây mà nói chuyện bậy bạ. Dạ, công tử tha lỗi, mà công tử phải nhớ cẩn thận nha. Cẩn thận gì hả? Làm gì cẩn thận? Tôi làm gì công tử mấy người? Đúng không công tử? Ờ, thì công tử định đi đâu vậy? À, tôi có chút việc phải đi. Chào cô. Công tử. Ê, nè. Công tử có sao không? À, không sao. Thiệt ra hỏi cho vui thôi, chứ không biết công tử đi đâu mà. Đi tìm chị Đào đúng không? Kể từ hôm nay, công tử sẽ không bao giờ được gặp mặt chị Đào nữa đâu. Cô Lụ nói vậy nghĩa là sao? Chị Đào đã đi giúp việc cho người ta ở xa lắm rồi.
Lần này chị đi á, e là không có ngày về. Cho nên á, công tử đừng có trông đợi chi cho mất công. Hay là bây giờ công tử để em thay thế chị Đào, kết duyên cùng công tử. Công tử nhìn em đi, chỉ có em mới đẹp, mới sang trọng, mới xứng với công tử thôi. Công tử. Mình đi cả ngày đường rồi, chắc phải nghỉ ngơi một chút ăn để lấy sức. Chị lại gói cơm thiêu cho mình vậy nè. Bây giờ cơm thiêu rồi lấy cái gì ăn đây? Sao lại bị lủng đáy như vậy? Chết rồi, cơm cũng không có ăn mà nước cũng không có uống. Mình vừa đói vừa khát, biết tìm ở đâu thức ăn và nước đây? Đào ơi, tại sao số mình khổ đến như vậy? Tại sao từ nhỏ mình lại chịu nhiều bất hạnh đến như vậy? Không được, không vì một chút việc nhỏ mà mình bỏ cuộc. Mình phải đứng lên đi tiếp thôi, không được bỏ cuộc. Cô gái ơi, cô gái có thể giúp tôi được không? Ai đó? Ai gọi tôi đó? Là tôi nè. Tôi là cái cây tội nghiệp đây. Ủa? Là ông thật sao? Đúng rồi, cô hãy giúp tôi. Còn có thể giúp gì cho ông? Có một bọn sâu hung tợn, nó luôn cắn xé tôi, hút cạn hết chất bổ của tôi rồi. Tôi khó chịu lắm. Nếu mà cô không bắt giùm tôi những con sâu đó, nó hút hết chất bổ của tôi, là tôi sẽ không bao giờ kết trái được nữa. Cô gái ơi, hãy giúp tôi đi mà. Con ông ơi, con sợ sâu lắm. Tôi xin cô hãy giúp tôi bắt những con sâu đó ra khỏi mình tôi đi. Nếu mà cô đại đó nó hút hết chất dinh dưỡng của tôi. Thật ra con rất là sợ sâu, nhưng mà nghe ông nói như vậy con không thể bỏ mặc ông được. Được rồi, con sẽ giúp ông bắt hết bọn sâu này. Thank you.
Thiệt là thoải mái quá. Cảm ơn cô gái nhiều lắm. Dạ ông ơi, con đã hoàn thành xong nhiệm vụ bắt hết sâu trên thân mình ông rồi. Bây giờ thưa ông con đi. Cô quả là một cô gái tốt bụng. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Bây giờ thì ta đã có trái rồi. Cô có thể hái ăn tùy thích những trái chín ở trên cây này nè. Ông nói thiệt hả ông? Con có thể ăn sao? Đúng rồi. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được, tùy thích. Dạ, con cảm ơn ông. May quá, có cái giếng ở đây. Vậy là có nước cho ta uống rồi. Ủa, sao cái giếng này không có nước vậy ta? Cô gái ơi. Ông là ai vậy? Ông ở đâu? Ông là ai? Ta ở dưới giếng này. Thật vậy sao? Ông là ai? Cô gái ơi, trước kia tôi vốn là một cái giếng đầy ắp nước ngọt và trong vắt. Khách bộ hành đi ngang qua đây, ai cũng dừng chân để uống một ngụm nước mát liệm. Nhưng mà tại sao bây giờ ông lại trở nên hoang phế và không có một giọt nước nào vậy? Tất cả cũng là do tảng đá quái ác kia, không biết nó từ đâu lăn tới đây. Nó nằm đè lên mạch nước của ta, nó làm ta tắc nghẽn dòng chảy. Ta đã chờ ở đây rất lâu để mong có người giúp ta đẩy tảng đá kia đi. Cô gái ơi, cô có thể giúp ta làm điều đó không? Tảng đá không? Chắc là tảng đá này rồi. Nặng vậy ta. À, con có cách rồi. Ông chờ con một chút nha. Ta sẽ chờ. Thank you.
vọng từ nay ông sẽ đầy ắp nước ngọt. Hỏi có ai ở nhà không? Cô là ai? Dạ, tới đây có việc gì? Dạ thưa bà, con tên là Đào. Con dâng lời dì đến để giúp việc cho bà. À, thì ra là cô Đào đây sao? Cô có biết là ta đợi cô lâu lắm rồi không? Tại sao mãi tới giờ này mới tới? Ta ghét nhất là cái thói la cà dọc đường đó. Thôi được rồi, vô nhà đi. Dạ. Ta là chủ ở đây. Ngôi nhà này, ngoài ta và cô ra thì không còn ai nữa. Cô có biết cô tới đây để làm gì không? Dạ, dì của con nói là con đến đây để phụ giúp làm công việc nhà cho bà một thời gian. Không phải là một thời gian, mà là vĩnh viễn. Vĩnh viễn là sao bà? Con không hiểu. Cái mẫu của cô á đã ký giấy bán thân cô cho ta. Vì vậy á, cô phải ở đây hầu hạ ta suốt đời. Dạ, không thể nào như vậy được bà. Dì của con không có đối xử tệ với con như vậy đâu. Đây, cô hãy xem đi. Số bạc mà bà ta nhận được sau khi bán cô không hề nhỏ chút nào. Dạ, chắc vì con làm như vậy là cũng vì món nợ của cha con để lại. Thôi dù sao thì con cũng đã tới đây rồi. Con xin phép hầu hạ bà và tùy bà sai bảo. Cô vẫn còn nghĩ tốt cho bà ta sao? Cô không hề oán hận cái mẫu của cô hả? Dạ thưa bà, mẹ kế cũng là mẹ, phận làm con cháu sao dám trách móc cha mẹ được. Thôi được rồi, kể từ nay á, cô sẽ là người hầu của ta. Cô nên nhớ, cô phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà này. Cô phải làm sao cho ta hài lòng. Mỗi ngày á, cô phải lau chùi, quét dọn tất cả các ngóc ngách cho sạch sẽ. Cô nhớ chưa? Nhưng riêng ở đằng sau giường có cái chòi, cô tuyệt đối không được vô đó nếu cô chưa được sự cho phép của ta. Cô hiểu chưa? Dạ, con biết rồi bà. Công việc đang đợi cô đó, làm đi, cô đi làm đi. Dạ. Nhớ những gì ta dặn nghe. Dạ. Thank you.
chết rồi, sao mình đản trí vậy ta? Ở đây bà chủ dặn là đừng có đi vô trong rồi mà. Cô nhớ đã tới làm việc cho ta được bao lâu rồi không? Dạ thưa bà, đã được tròn 3 tháng. Ờ, đã 3 tháng qua. Ta thấy cô tuy cán đáng rất nhiều việc, nhưng tuyệt đối không hề kêu ca tiếng nào. Ta cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy ta sẽ cho phép cô rời khỏi đây và không cần phải trở lại nữa. Bà nói thiệt sao bà? Bà cho con về nhà luôn hả bà? Phải. Cô đi chuẩn bị hành lý đi, rồi mau rời khỏi đây, kẻo ta đổi ý. Dạ, con đổi ơn bà. Khoan khoan. Dạ. Còn việc gì nữa thưa bà? Ta có một việc muốn hỏi cô. Dạ thưa, là việc gì hả bà? Suốt thời gian ở đây làm việc, ta thấy cô chưa hề thắc mắc tò mò, muốn biết cái chòi ở đằng sau giường, ở trong đó có gì. Bộ cô thiệt sự không muốn biết sao? Dạ, con là đầy tớ trong nhà, cho nên con chỉ biết lo làm đúng phận sự của mình. Với lại bà cũng cấm con không được vào cái chòi đó, thì con phải tuân theo, làm sao con dám cãi được. Giả lại con cũng không có quan tâm tới những gì không phải là của mình thưa bà. Cô quả là một cô gái thẳng thắn và biết giữ lời. Trước khi về đó, cô hãy cùng ta đi tới một nơi. Muốn cô vô dọn dẹp sạch sẽ trước khi cô ra về. Nhưng mà thưa bà chủ. Ta cho phép đó, cô cứ vô đi. Ừ, dạ. Thank you.
Đây là những gì ta ban cho con, là điều con xứng đáng có được. Bà, con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Chào ông. Ông còn nhớ con không? Con đến thăm ông đây. Cô gái lương thiện và tốt bụng ơi, ta đã chờ cô khá lâu rồi. Cô hãy đến nhận quà mà ta tặng cô đây. Cô gái ơi, cô hãy ngồi xuống và vốc nước lên. Dạ. Cô gái, cô hãy lại gần đây. Gái tốt bụng ơi. Dạ, con chào ông. Ta đã chờ cô khá lâu rồi đó. Cô hãy nhận món quà ta tặng cho cô đây. Để đền ơn, ta sẽ tặng cho cô những chiếc lá bằng vàng ròng thật là quý hiếm. Con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Con đào nó ra đi được 3 tháng rồi mà không có tin tức gì hết. Má, chắc là nó sẽ không quay về đâu hả má? Về sao được mà về hả con? Đã bán nó vô làm đầy tớ thì chỉ có chết một thay ở trong đó thôi. Kể từ ngày nó đi á, con đã tìm mọi cách để gặp gỡ công tử Phúc, nhưng mà xem ra chàng dửng dưng và lạnh nhạt với con lắm. Có lẽ công tử còn chờ đợi con đào đó má. Má, hay là bây giờ mình tung tin là con đào nó chết rồi. Như vậy á, công tử sẽ để ý đến con. Kế này của con hay đó. Nếu mà con đào nó chết thì con là em, con sẽ được thay thế lấy công tử Phúc. Con thiệt là thông minh. Chuyện này không cần chần chờ nữa, giờ phải lập tức nhờ người qua nhà công tử Phúc báo tin là con đào đã chết. Con tưởng tượng đến ngày bên nhà công tử Phúc mang sính lễ qua hỏi cưới con. Con thấy tội nghiệp cho con đào quá à. Tội nghiệp nó quá à. Mà cũng tại số nó xui xẻo thôi. Lần này á, nhất định má con mình phải thành công. Trừ khi mà bây giờ con đào về ngay lập tức. Dạ con chào dì. Chào em. Ủa, tiểu thư là ai? Sao lại gọi tôi bằng gì? Tôi với tiểu thư có họ hàng gì không? Má. Nhà mình có bà con sang trọng vậy, sao lần này má giấu con vậy? Má, đâu có. Tôi thấy là tiểu thư cũng có nét quen quen, hơi giống một người. Mà không thể nào, người đó nghèo hèn, đen đúa xấu xí lắm, đâu có sang trọng đẹp đẽ như tiểu thư được. Liệu em không nhận ra chị sao? Dì ơi, con là Đào đây nè. Tiểu thư, đừng có nhận bừa nha. Sao tiểu thư có thể là con Đào được? Con chính là Đào.
Nói chung là chuyện dài dòng lắm thưa dì. Để từ từ con sẽ kể cho dì và em nghe. Nếu mà dì và em không tin á, đây nè, đây là vết sẹo trên tay của con nè. Có phải là vết bỏng năm xưa không dì? Ôi trời con ơi, nó đúng là con đào rồi. Cái gì? Con đào hả? Trời ơi, vàng thiệt đó con ơi. Hai, ba, thật chứ không phải là đồ giả đâu nghe lụ ơi. Chừng này đủ sống sung sướng cả đời, không cần làm lũng vất giả. Má dụ con đào, biểu đưa má cắt giùm. Trời, vậy mà nó đưa cái rụp bà con. Cái con đúng là thiệt là ngu dễ sợ luôn vậy đó. Nè, bây giờ cái này mình cất vô, vàng mình cất luôn, chứ dễ mình trả lại nó. Nó đừng hòng mà lấy lại. Tiền đã vô tay má con mình rồi thì đương nhiên nó là của má con mình. Má. Má nói lần này đẩy con đào tới đó là triệt luôn đường về của nó. Vậy mà giờ nó quay về trắng trẻo, đẹp đẽ, lại còn mang quá trời châu báu, vàng ngọc về nữa. Nhưng sao lại có thể được như vậy hả má? Ôi ai mà biết nó. Ai ngờ nó được thần tiên giúp đỡ đâu. Má cũng đâu có dè chuyện này nó xảy ra. Công nhận cái mạng con này nó cũng lớn dễ sợ. Bây giờ mình phải tính sao đây ta? Thì tính gì nữa. Bây giờ đó, con phải đến ngôi nhà có cái chòi kỳ diệu đó. Con sẽ tìm cách vào đó sớm nhất để trở nên xinh đẹp hơn con đào. Con cũng sẽ gom nhiều vàng, nhiều ngọc hơn nó gấp trăm ngàn lần. Trời ơi, con thông minh quá à. Tại vì nó quá ngu thôi. Nó đúng thiệt là ngu khi mà chỉ hết đường đi nước bước cho má con mình. Trời ơi. Trời là trời, nắng bể đầu luôn vậy đó. Đi chừng nào mới tới nơi đây? Mà không gì muốn đẹp muốn giàu á, đừng có hòng mà giờ này tôi ra khỏi nhà. Trời, nhức quá. Nhất định lần này mà quay về mình sẽ lấy thật nhiều vàng và ngọc để đỡ bỏ công đi. Cô gái ơi, làm ơn bắt giùm những con sâu đang đục khoét thân tôi đi, nó làm tôi ngứa ngáy khó chịu quá. Trời đất ơi, sâu quá trời luôn, nguyên ề luôn kêu tôi bắt vậy. Thôi, thấy ghê quá, không bắt đâu. Khoan đã, nếu như mà mình không bắt sâu giùm ông ta thì mình đâu có vàng đâu. Thôi kệ, có cách rồi. Được rồi, tôi sẽ bắt giùm ông. Tại sao cô lại bẻ cành của tôi? La cái gì mà la, sao quá trời như vậy nè, bắt từng con chừng nào mới hết? Nghiến sao vậy? Nghiến sao tay tôi mà đụng vô mấy con sâu này vậy? Cho nên tôi bẻ cành cây này nè, tôi quét mấy con sâu cho nó lẹ đó nè. Đau quá. Xuống này. Đi. Đau quá cô gái ơi. Mỏi chân quá. Ủa, khoan đã, chắc là cái giếng này rồi.
cái giếng này rồi. Còn tảng đá đâu ta? Được như đó thôi đó. Đau tai lắm rồi, không có làm nữa đâu. Cái nhà gì đâu mà trong hốc trong tó vậy không biết. Nhà gì đâu mà như nhà quan chích chủ vậy trời. Có ai trong đó không vậy? Có ai không? Có ai không trời? Cô là ai? Hết hồn hết vía. Tới đây có việc gì? Tôi là Lụ. Tới để làm việc chứ làm chi? Không lẽ tới chơi? Thôi vô nhà đi. Cô có làm việc được không đó? Bà yên tâm đi, tôi vốn siêng năng chăm chỉ lắm. Tôi sẽ làm hết tất cả mọi chuyện theo lời của bà. Mấy chuyện bà không giao tôi làm luôn á. Ta chỉ cần cô nhớ một điều. Cô á, làm gì thì làm. Nhưng cô phải nhớ một điều là không được phép vô cái chòi đằng sau nhà khi chưa có sự đồng ý của ta. Dạ, tôi biết rồi. Rồi, bắt đầu làm việc đi. Dạ. Nghiến sao bao nhiêu đây cỏ kia mình cắt, chừng nào mới hết. Để cỏ mọc tùm lum trước nhà, giờ bắt mình dọn. Nắng chang chang mà giờ kêu đi ra cắt cỏ. Mệt quá, để chiều làm. Nè. Ôi trời ơi, hết hồn bích dí à. Sao không làm việc đi? Chiều con làm, mát rồi con làm. Sao giờ này chưa có xách nước? Thank you.
Không ngờ bà già này lại giàu đến như vậy. Tôi chỉ mới làm có 3 ngày thôi mà mệt muốn chết rồi. Làm gì có chuyện mà làm đến 3 tháng. Chỉ có người ngu như con Đào mới nghe lời bà già đáng ghét đó thôi. Một cô gái xấu tính mà lười nhác, tham lam, mà còn ích kỷ nữa chứ. Kể từ bây giờ á, cô phải sống với cái hình hài xấu xí như vậy. Đó chính là sự trừng phạt mà cô phải đáng nhận lấy đó ha. Cô hãy quay về nhà của mình đi. Ủa? Ủa? Ừ, đúng rồi. Hình như là lũ á. Sao nó bị lạ quá vậy? Lạ thì chứ. Lạ quá ha. Không biết con lụ nó vào được cái chòi đó chưa nữa. Sao mình nôn nóng dữ vậy không biết nữa. Nhưng mà không sao đâu. Con lụ vốn là đứa thông minh, dĩ nhiên là nó biết phải làm gì rồi. Để có lợi cho nó. Để coi kỳ này nó mà mang thêm vàng ngọc về thì hai má con mình giàu to rồi. Có khi là giàu nhất cái xứ này luôn á chứ. Má ơi, cứu con. Ê, đứng lại. Má ơi. Mày là ai hả? Ăn mày mà bà đặt vô nhà hả? Nè, dơ dái thì không được vô nhà tao. Đi ra ngoài nhanh lên. Má ơi, đi. Con là má. Đi. Con nè, con là lũ mà. Mày đừng có nói bậy nha. Con lụ xinh đẹp trắng trẻo chứ đâu có như mà xấu xí ghê gớm ghẻ lở hôi hám như mày đâu. Bước ra khỏi nhà tao mau lên. Má ơi, bước ra khỏi nhà. Con nè má ơi. Má ơi. Trời ơi, mày không thể nào là con lụ con tao. Con của tao làm cái gì mà lâm cái cảnh nghiệt ngã như mày chứ. À, tao biết rồi, có phải con Đào nó sai mày cải trang rồi vô đây gạt tao đúng không hả? Mọi chuyện là do con Đào nó sắp đặt. Nó ganh ghét con lụ con tao. Nó muốn hãm hại con tao đúng không? Má ơi, con là lụ con của má thiệt đấy. Tất cả là do con. Vì con lười biếng, con tham lam, con không chịu làm việc. Đã vậy, con còn lấy trộm đồ quý giá của bà Tiên. Con còn lẻn vào cái chòi khi chưa được cho phép. Vì vậy bà Tiên mới trừng phạt con. Chứ chị Đào không có hại gì con hết. Con bị như vậy cũng đáng lắm mà má. Má ơi. Trời ơi, cái giọng nói này, cái hình dáng này, má, đúng là con lụ con tôi thiệt rồi. Trời ơi con ơi, má cứ nghĩ ngày về con sẽ lộng lẫy như một nàng công chúa. Có về đâu, con xấu xí, hôi hám, dơ dái như một người ăn mày vậy.
Lụ ơi là Lụ, sao con ra nông nỗi như vậy hả? Con bị trừng phạt như vậy cũng là do một phần lỗi của con. Cũng là một phần do lỗi của má. Tại má không dạy dỗ con đàng hoàng, tại má nuông chiều con, làm cho con hư hỏng. Bây giờ má không cần giàu sang gì nữa, má chỉ cần con má trở lại bình thường thôi. Má sẽ trả hết số vàng ngọc ngà đưa cho con Đào, nó đem đi hết. Má chỉ cần con trở lại bình thường thôi, chỉ cần con của má trở lại ngày xưa là đủ rồi. Má con ơi, con không cần gì hết. Má ơi, con chỉ muốn không có xấu xí thôi. Mệt quá má ơi, con mỏi hai cái chân nè, quá con, nè. Cố chịu chút nữa đi con. Đi con. Khát nước quá. Hay là vô cái quán này đi má. Đi con. Tôi nghe người ta đồn với nhau á, hai mẹ con nó bỏ đi biệt xứ, chứ còn mặt mũi nào mà ở cái làng này nữa. Chờ đáng cái đời. Ngày thường á, hai mẹ con họ có coi ai ra gì đâu. Mẹ thì hành hạ hiếp đáp con chồng, đứa con á thì tham lam lười biếng. Nay gặp chuyện xui rủi như vậy á là quả báo. Đúng đó. Ở đời đừng làm chuyện thất đức, hại người không thấy mà quay lại hại chính mình. Thôi đi con, mình đi thôi. Chuyện không vui trước đây đã kết thúc rồi. Kể từ nay mình sẽ luôn ở bên nhau. Ta hứa sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc như nàng đã mong đợi. Em cảm ơn chàng đã luôn tin tưởng và chờ đợi em. Nhân đây em có một chuyện muốn thưa với chàng. Có chuyện gì nàng cứ nói.
Dì của em và Lựu dù sao cũng là người thân của em. Em muốn tìm họ về đây. Trước là phụng dưỡng dì, sau là em chữa bệnh cho Lựu. Thực ra số vàng ngọc mà dì trả lại cho em, em nghĩ là vợ chồng mình cũng không cần đến. Nhưng mà em thấy quanh đây còn rất nhiều người nghèo khổ, họ cần sự giúp đỡ. Em muốn mình dùng số tiền đó để giúp đỡ họ. Chẳng có đồng ý không? Nàng thật là nhân từ, ta tán thành ý của nàng. Đó cũng là chuyện chúng ta nên làm, giúp đỡ cho người khác cũng là đem lại niềm vui cho chính mình. Có phải vậy không, vợ yêu quý của ta? Dạ. Thank you.